các bạn một cái địa chỉ bán súp cua và há cảo rất là ngon tại Sài Gòn, do hai cụ bà đứng bán. Hai cụ bà tuy đã lớn tuổi nhưng mà cũng phải đứng bán để mà mưu sinh. Và bây giờ mình xin mời các bạn cùng tìm hiểu với mình nha. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cụ Hoa nha. Dạ, con chào cụ ạ. Bà nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 82. Bà 82 tuổi rồi. Bà đang rửa đồ, rửa tô rồi hả bà? Nó phụ tôi đó mà tôi đau nhất quá à. Mà nó tôi làm được nhiều. Dạ. Bà ăn gì chưa? Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy bà? 4 giờ mấy rồi tối thì lúc nào hết thì về, cũng chừng có lúc 9 giờ mấy, có lúc 10 giờ, có lúc 10 giờ mấy. Dạ. 10 giờ mấy luôn hả bà? Có khi 11 giờ. Tại vì bán hết rồi mới về đó. Dạ. Trứng cút luộc rồi hả bà? Trứng luộc để bán súp á. Chiều giờ mình bán được bao nhiêu tô rồi bà? 20 rồi hả bà? Dạ. Cô Nguyệt hay buồn ngủ hả bà? Đau rồi chứ. Đau hả? Dạ cả. À, đây là cụ Nguyệt nha các bạn. Cụ Nguyệt hơi mệt, hơi mệt. Mình còn nhiều không cô bà? Cái này bán ấy. À, này bán ấy nè. Dạ. Ở đây địa chỉ mấy rồi bà? Đây nè, 418 Trần Phú, đường Trần Phú, phường 7, quận 5. Bạn nào có đi ngang khu vực là 418 Trần Phú, đường Trần Phú, phường 7, quận 5, các bạn ghé mua ủng hộ súp cua của hai cụ cụ Nguyệt thì cụ Hoa nha các bạn. Buồn ngủ hả bà? Ngủ quá. Dạ, đang bán chậm hả bà? Mình bán từ 4 giờ rồi đó hả bà? 4 giờ. Dạ. Này bán chậm hơn mọi khi. Dạ. Đi đâu hết trơn. Chắc bữa nay là thứ bảy đó. Cuối tuần cái người ta nhiều khi người ta ở nhà người ta tổ chức tiệc á. Dạ. Bà ngồi nghỉ với bà ngồi nghỉ
bạn nay nhiêu tuổi rồi bạn? 74 tuổi rồi. 74 rồi bạn. Mình bán ở đây có ai phụ mình không bạn? Đây em có phụ có hai chị em bán à. Dạ. Dạ. Thấy băng đắt quá mấy em này cũng là rất là. Dạ. Thấy rồi không giúp gì. Tiền. Dạ. Con mấy phần. Dĩa. Hai dĩa với lại hai bốn phần là 80. Đây là há cảo hả bạn? Đây há cảo hả? Cái gì vậy? Cũng là há cảo luôn. Đúng rồi. Cái này là mình chuẩn bị từ sớm hả bạn? Sớm khởi là nó rất nóng rồi. Nó chín rồi chứ. Ở đây mình có món há cảo với món nào bạn? Há cảo xi mại, súp cua. Súp cua, dạ. Cho con một tô súp cua nha. Em ăn tại đây hả? Dạ, dạ. Để con. Dạ. Chị ở gần đây không? Dạ, em ở quận 6 lần. Quận 6 lần hả? Nhưng mà mình qua đây phụ bà hả? Dạ. Hay quá ha. Em với chị đó. Anh đang quay hả? Quay hả? Không sao đâu. Ngày nào mình cũng qua đây phụ hả chị? Dạ không, lâu lâu em mới ra phụ. Qua phụ à. Bán hết chưa bạn? Còn hả? Còn nhiều không bạn? Còn nhiều không? Tương đối à. Ồ, há cảo quá trời. Bữa 7 giờ mấy hết. 8 giờ mấy. Còn trễ 9 giờ bữa nay. Bữa nay cũng bớt quá. Há cảo gì mình bán là bao nhiêu một phần vậy bạn? Tính theo duyên em. Mua 20 ngàn, 30 ngàn. Dạ, dạ. Một viên vậy là 3 ngàn rưỡi một viên. Hôm qua bán được không ạ?
qua bán được. Bà lấy con 100 ngàn đi. Lấy con 100 ngàn hả Cao? 100 ngàn. Dạ, lấy con 100 ngàn. Đem về. Dạ. Cho gia đình ăn ha. Dạ, dạ. Súp cua còn không bà? Dạ. Rồi, súp cua còn luôn hả? Súp cua còn nhiều không? Nhiều quá. Vậy là nhiều lắm. Có. Nhiều quá. Nhiều quá à. Vậy là cho nó làm 2 hộp. Dạ, dạ. Dạ sao cũng được hết ạ. Thôi lấy mỗi hộp một thứ vậy ha. Dạ dạ. Thôi chú quy dễ và con xin chúc bà nhiều sức khỏe. Chúc hai bà nhiều sức khỏe và mua mau bán đắt nha. Cảm ơn em ha. Dạ. Chúc em cũng bán trong cuộc sống. Dạ. Dạ con cảm ơn à. À quý giáo của mình đến đây xin hết rồi. À, kính chúc các bạn, anh chị, cô chú thật nhiều sức khỏe. À, xem video có hay xin cho mình một like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn.